Ba Ba Hòa Thượng Giảng vào tháng riêng năm 1983. Đệ tử, khi một người có thể thấy được những hiện tượng xảy ra trong phạm vi 2 vạn, 4 vạn và ngay đến 8 vạn đại kiếp, tại sao họ lại không thể thấy được loài người tái sinh trong lục đạo khi chịu luân hồi? Hòa Thượng, đây thực là một vấn đề lý thú các ông nên nhớ kỹ trong kinh văn nói rằng hành giả có thể thấy mọi hiện tượng trong hai ngàn đại kiếp thực sự ra hành giả vẫn còn bị ảnh hưởng của cảnh giới hư vọng một niệm là vô lượng kiếp vô lượng kiếp chỉ trong một niệm Hành giả có cảm giác biết được mọi hiện tượng trong 20 ngàn đại kiếp, kỳ thực không nhất định ở thời gian đều như vậy, do vì hành giả vẫn còn bị xoay chuyển trong cảnh giới hư vọng, bị chi phối bởi vọng tưởng ấy, hành giả trong suốt hai vạn đại kiếp hoàn toàn có cái thấy hư vọng nên mới thấy trong hai vạn đại kiếp heo vẫn làm heo, bò vẫn là bò. Dù hành giả cảm thấy được như thế, thì cái thấy ấy vẫn không chính xác. Nếu thực sự trải qua hai vạn đại kiếp, thì chắc chắn là heo sẽ chịu luân hồi và sẽ không còn là heo trong suốt gần ấy thời gian nữa. Những gì anh ta chứng minh cho cái thấy của anh ta là hoàn toàn giả mạo dù anh ta nói có thể thấy được mọi hiện tượng trong vòng hai vạn đại kiếp đó không nhất thiết là một thời gian dài đó chỉ là do cảm giác như có được của riêng anh ta mà thôi